kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại hội đoàn toàn quốc quý tử nhà chủ tịch Phúc Nguyễn Xuân Hiếu đã bị loại từ vòng gửi xe Sau thời gian du học tại Mỹ rồi về Việt Nam thì Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay cũng được người cha nổi tiếng bố trí cậu ta vào tỉnh đoàn của Bắc Giang bắt đầu có được tiến thân như ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm với Nguyễn Minh triết vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của ban bí thư Trung ương đoàn. Ông Nguyễn Ngọc Lương, bí thư Trung ương đoàn đã về Bắc Giang trao quyết định của Trung ương đoàn bố trí Nguyễn Xuân Hiếu làm phó bí thư tỉnh đoàn của Bắc Giang. Thật là 3 năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu và rất nhiều cán bộ đoàn Bắc Giang phấn đấu nhiều năm không lên được chức phó bí thư tỉnh đoàn nhưng Nguyễn Xuân Hiếu chỉ cần bố cơ cấu là nhảy ngang vào chiếc ghế phó bí thư tỉnh đoàn ngay. Nó quá bất công. Đây hình ảnh vào năm 2021, Nguyễn Xuân Hiếu được bố trí làm phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Vào ngày 30 và 31 tháng 8 vừa qua, tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức đại hội đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 để bầu lại ban lãnh đạo tỉnh đoàn, đồng thời cử 12 cán bộ đoàn đại diện tỉnh Bắc Giang dự đại hội đoàn toàn quốc vào ngày 14 tháng 12. Nguyễn Xuân Hiếu được tái đắc cử vào chức phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, tuy nhiên trong đoàn có 12 đại biểu tham dự đại hội tại Hà Nội lại không có tên của Nguyễn Xuân Hiếu. Đại hội đoàn toàn quốc được xem là hội nghị chia chác quyền lực, hầu hết những người lãnh đạo đoàn địa phương đều là những hạt giống đỏ. Với thân thế như Nguyễn Xuân Hiếu thì chỉ có Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn Tân Dũng mới có thể bì được. Tuy nhiên, con ông Nguyễn Xuân Phúc không được đánh giá cao như con ông Nguyễn Tân Dũng. Cũng giống như Nguyễn Minh Chiết, Nguyễn Xuân Hiếu đi du học chỉ để lấy bằng về để bổ sung hồ sơ cho hoành tráng về việc đi du học tốn kém nhưng cuối cùng phần có thể dùng được chỉ là tiếng Anh, thật lãng phí. Thực tế, tiền ăn học của những cậu quý tử của các lãnh đạo cấp cao chế độ này không phải là tiền mồ hôi nước mắt nên họ cũng chẳng tiếc làm gì. Để hình ảnh, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang 2022 diễn ra vào hồi tháng 8, Nguyễn Xuân Hiếu vẫn trúng cử. Nhất hầu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ và cuối cùng mới là trí tuệ. Nguyễn Xuân Hiếu tuy không được phần trí tuệ nhưng Hiếu có ghen là hậu duệ Chỉ cần như thế thì những cán bộ đoàn dù cho học hành hàm vị có con to cỡ nào cũng khó mà cạnh tranh được với con cái các lãnh đạo cấp cao. Nguyễn Xuân Hiếu đang được quyền lực của người cha nổi tiếng nâng đỡ. Nguyễn Xuân Hiếu không có mặt trong 12 đại biểu của đoàn tỉnh Bắc Giang ra Hà Nội tham dự đại hội đoàn toàn quốc cho thấy cửa để vào trung ương đoàn lần này đối với Nguyễn Xuân Hiếu không được mở rộng. Như vậy là Hiếu cần phải chờ thêm thời gian nữa Nếu không có gì đột biến thì phải đợi 5 năm sau mới có thể vào được ban bí thư trung ương đoàn Trước đây Nguyễn Tuấn Dũng đã từng đưa cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết tham gia tỉnh đoàn Bình Định Tuy nhiên Chiết khác với Hiếu đó là Chiết đã nhảy lên chức bí thư tỉnh đoàn Bình Định chỉ chưa đầy một năm sau khi về tỉnh này trong khi đó, đã hơn một năm mà Nguyễn Xuân Hiếu vẫn dẫm chân tại chỗ với chức Phó Bí Thư tỉnh đoàn. Xem ra, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không đủ lực để nâng con lên cao như con ông Nguyễn Tân Dũng. Đây là hình ảnh 12 cán bộ đoàn tỉnh Bắc Giang đi Hà Nội dự đại hội không có Nguyễn Xuân Hiếu. Như vậy, việc Nguyễn Xuân Hiếu vắng mặt tại Hà Nội xem như đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Đối với tỉnh đoàn thì mức cạnh tranh không thể nào bằng Trung ương đoàn, ngay cả con trai ông Nguyễn Tân Dũng. Trong mấy tháng qua, Trung ương đoàn cơ cấu nhân sự cũng chưa thể chen chân vào cho được ghế phó bí thư thường trực trung ương đoàn mà bùi quang huy để lại cũng bị thế lực khác chiếm mất nguyễn minh chiết học ăn trong trung ương đoàn cũng có cạnh tranh nhưng không phải cạnh tranh bằng thực lực mà cạnh tranh bằng thế lực bùi quang huy người nghệ an mà nghệ an là thế lực chính trị rất mạnh hiện nay nên nguyễn minh chiết dường như chưa thể cạnh tranh lại và tất nhiên nguyễn xuân Hiểu cũng khó cạnh tranh cho được quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của lê trung khoa Thời báo chấm với bản tin Đại hội đoàn toàn quốc quý tử nhà chủ tịch Phúc Nguyễn Xuân Hiếu lại bị loại từ vòng gửi xe Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tôn vinh tuyến đường sắt Cát Linh đại ca đang vút ve để moi tiền của tiểu đệ phải không? Có thể nói dự án tàu điện đường sắt Cát Linh Hà Đông là một dự án đáng xấu hổ nhất của Việt Nam. Nó chứa đựng những điều tệ hại chưa từng có. Dự án này do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dùng vốn vay ODA của Trung Quốc ký từ những năm 2008. Trên thế giới, Trung Quốc nổi tiếng với chiêu trò bẫy nợ khi viện trợ ODA và được báo chí thế giới cảnh báo nhưng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam đã không chịu lắng nghe. Đây là hình ảnh chất lượng nhà thầu Trung Quốc rất tệ. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2011. Toàn tuyến có tổng chiều dài là 13,5 km với 12 ga trên cao. Tuyến tàu này có hướng từ ga Cát Linh ở quận Đống Đa và kết thúc ở ga Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Tuy nhiên, dự án tàu điện Cát Linh Hà Đông thi công kéo dài đến tận 10 năm có đến 12 lần chậm tiến độ và muộn gần 7 năm so với kế hoạch. Dự án này trải qua đến 6 đời bộ trưởng gồm các ông Đào Đình Bình, Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và hiện nay là ông Nguyễn Văn Thắng. Ngoài ra, dự án này còn giữ kỷ lục về đội vốn từ 553 triệu USD sau đó đội lên 868 triệu USD và đây là tiền thuế của người dân phải trả rất nhiều dự án ở Trung Quốc đã bỏ thầu thấp sau đó làm chậm tiến độ và tìm cách đẩy vấn vốn lên rất cao so với vốn ban đầu. Cuối cùng, dự án tưởng như rẻ nhưng hóa ra lại rất đắt, trong khi đó người dân đã mất gần 7 năm chờ đợi. Bộ Giao thông Vận tải mất 7 năm khai thác, nhưng rồi phía Việt Nam cũng phải ngập bộ hòn làm ngọt, mà không dám mạnh tay với nhà thầu Trung Quốc, dường như họ rất sợ Bắc Kinh. Hiện nay, dự án tàu Cát Linh Hà Đông đang là một minh chứng cho sự thất bại trong vấn đề kêu gọi đầu tư công. Và đây cũng là vết tích của những quyết định thiếu sáng suốt khi chính quyền tại Hà Nội không dám dứt khỏi dự án của quát quan thầy Trung Quốc này. Giá rẻ là miếng mồi mà phía Trung Quốc quảng ra khi cần cắn câu thì đành chấp nhận vậy. Trung Quốc chính là quốc gia đã dùng bẫy nợ để bẫy các quốc gia nghèo có nhiều tham nhũng và Việt Nam là một trong những quốc gia như thế mà đặc biệt lại là cùng ý thức hệ cùng thể chế chính trị nên khó mà thoát được chiếc bẫy này. Những nhà bất đồng chính kiến thường chỉ trích về nguồn vốn và gốc đầu tư từ Trung Quốc. Đấy là cạm bẫy, tuy nhiên, những người chỉ trích thường bị ông Tô Lâm hốt cho vào tổ. Mục đích là để chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục mối làm ăn kinh tế với người anh em thâm độc tại phương Bắc. Đây là hình ảnh dự án được nhận giải thưởng. Tờ báo Cafebiz cho biết Trung Quốc đã trao một giải thưởng cho nhà thầu CEX số 6 làm tổng thầu của EPC của dự án Cát Linh Hà Đông đầy tai tiếng ở Việt Nam. Giải thưởng này có tên là Luban 2022 và cũng theo tờ báo này, đây là giải thưởng danh giá nhất dành cho các dự án xây dựng trong và ngoài nước của Trung Quốc. Có lẽ đây là giải thưởng mang tính vuốt ve Việt Nam thì đúng hơn. Tai tiếng về dự án này có đủ. Người dân Hà Nội cũng cực kỳ mệt mỏi cho dự án này đang mang lại. Hiện nay, hầu hết gói thầu EPC đều có bóng dáng nhà thầu của Trung Quốc và hầu hết các gói thầu này đều để lại tai tiếng. Nhưng cũng không hiểu sao các nhà thầu Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục làm ăn như là không hề có chuyện gì xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thực ra, bản chất của vấn đề nằm ở mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó thuộc dạng quan hệ giữa Thiên Triều và Trừ Hầu. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh ngay khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản của Trung Quốc lần thứ 20 vừa qua đã nói lên tất cả điều đó. Việt Nam luôn chịu lép vế trước Trung Quốc và đó là truyền thống từ hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến tận ngày nay. Đây là hình ảnh vì mối quan hệ chính trị mà Việt Nam dính vào những dự án bẫy nợ của Trung Quốc. Vì quan hệ chính trị đặc biệt như thế nên quan hệ kinh tế cũng phải chạy theo, không thể bứt ra được giống như việc ông tập kính bình tổ chức lễ đón long trọng với ông nguyễn phú trọng vậy. Trung quốc lần này trao giải thưởng cao quý cho đơn vị tổng thầu dự án đường sắt cát linh là cách vuốt ve để đàn em có chút hãnh diện rồi sau đó lại tiếp tục đặt chiếc bẫy khác cho hà nội. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của lê trung khoa thời báo .d với bản tin trung quốc tôn vinh tuyến đường sắt cát linh đại ca vuốt ve để moi tiền tiểu đệ phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.